Đó, nhìn ở góc này có thấy giống con AC067 không các bạn? Đây, đây là Neo Element G67. Cái thời điểm mà con này group buy á, thì nghe bảo là tiểu Vega, tiểu ABCXZ, nói chung là tiểu nhiều cái. Thì con này hứa hẹn là một trong những con sẽ mang lại trải nghiệm gõ rất là ngon, tương tự những con cao cấp nhưng mà giá nó rẻ hơn khá là nhiều. Tại vì cái phiên bản group buy của con này là phiên bản bay thấp nhất thì nó vào khoảng tầm 6,5 triệu thì phải. Tuy nhiên thì có một vài vấn đề liên quan đến việc trả hàng của bạn maker, nó bị chậm hơn so sánh với dự kiến, nên là con này chưa kịp gì đó thì nó cũng đã bị flop đi khá nhiều. Bởi vì nếu nói cho đúng ra thì cái con này so sánh với những cái con gần đây ấy, thì cũng không có thứ gì nó quá ấn tượng đặc biệt cho lắm cả. Nhưng mà cái hay nó lại đến từ cái thiết kế đơn giản của nó, và nó đến từ cái thiết kế cái buồng âm ở phía bên trong để mà tạo nên một cái con phím mà mình có thể nói một điều đấy là cái cảm giác gõ nó mang lại nó rất là thoải mái và dễ chịu. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn tháo nó ra, khám phá nội thất bên trong, và mình cũng sẽ chia sẻ đến một chút xíu về những cái cảm nhận của mình về con phím này. Tuy nhiên thì ở cái đoạn đầu sau test thì các bạn để thấy cái nút space này này. Đấy. Tiếng nó không được hay cho lắm. Là bởi vì mình lười đấy các bạn. Mình mua con này hàng cũ thì cái bạn chủ cũ bạn ấy cũng đã làm sẵn cái staff rồi. Thì bạn ấy làm sẵn là staff Duroc. Thì mình hôm rồi mình stream build á, thì nếu như các bạn xem cái stream build của mình từ khá lâu thì mình cũng có làm lại staff của con này một chút xíu. Thì mình có thay cái housing của cái này, mình không nhầm là staff Gateron hoặc là ca staff của gì đó kiểu OM gì đó mình không nhớ. Tại vì các bạn thấy nó có cái màu đen của cherry nhưng mà có cái lõi đồng này hay là lõi kim loại gì đó thì nó không phải là cherry nữa rồi. Nên là cái này nói chung là cũng hơi có chút xíu nó không hợp với cả cái stem này cho lắm. Nhưng mà cái tiếng thì nó cũng vẫn rất là gọn mà nghe vẫn khá là thanh thôi. Đấy. Và quan trọng hơn cả là làm xong con này gần tháng trời vừa qua, khi nó vừa gõ vừa phá sao không biết, cọc thế chứ. Cái thằng cầm máy quay chẳng nghĩ đấm nó trận. Đó, hôm nay mình cũng sẽ trải nghiệm với một con switch không mới. Đây là con TTC Demon Aco TTC. Đó. Nghe bảo 16.000 một con này, nhưng mà thôi từ 16.000 thì mình nghĩ con này không đáng mua. Mình mua con này đã lúc sẵn rồi, mà có 10.000 một con thì mình mới mua thôi. Tao mua 80 con 800.000 thì chả là 10.000 một con à, đúng không? Thì cứ 16.000 mua con này làm gì, đúng không? Con này cỡ 10.000 thì mua chơi chơi được, 10.000 có lúc sẵn rồi thì mua chơi chơi cũng được. Thì hôm nay ok, chúng ta sẽ trải nghiệm combo này. Và keycap thì là XMI, các bạn nhìn biết quá rồi gì nữa. Đấy thôi, bắt đầu và trải nghiệm từng thứ một nhá. Thì cái điều đầu tiên mình khá là thích đó là cái thiết kế của này nó cơ bản lắm các bạn. Đây, bên trên dày hơn một tí, bên dưới dày hơn một tí, và chúng ta có cái viền hai bên nó mỏng mỏng hơn, tẹo. Có một cái block ở đây này, support ở đây là layout 65%, 67 phím cơ bản. Với space 625U, 3 nút mode, 125U bên trái, 2 nút mode, 125U bên phải. Block, điều hướng, 4 phím function, dãy ở bên trong để mà chúng ta gõ. Các bạn nhìn thấy đúng kiểu quá cơ bản luôn đúng không? Và cơ bản như thế này chúng ta rất là dễ làm quen, và nhìn nó những cái gì thuộc dạng cơ bản thì nhìn hoài nó không bị chán. Đấy. Rồi cái vị trí khi mà các bạn để thấy chúng ta có một cái góc nghiêng này, và cái phần này nó hơi nghiêng nhẹ. Cái phần là cái phần mà các bạn gõ và để tay vào để gõ này thì nó không bị quá cao. Như thế á, các bạn kể cả có sử dụng thêm cái kê tay hay không thì cái cảm giác gõ nó mang lại vẫn thực sự rất là thoải mái và dễ chịu. Nên đây về cái mặt thiết kế ban đầu á thì cá nhân mình đánh giá thì con này làm khá tốt được cái điều đó. Và cho dù là cái thuộc dòng giá rẻ nhưng mà các bạn thấy này, đấy, lắp switch các thứ vào chúng ta cũng không lo bị hở cái chân quá nhiều. Thực ra nó vẫn bị hở, nó vẫn hở một chút xíu. Tại vì sao? Tại vì con này là nó có led. Nó có led. Thì khi mà chúng ta có một chút xíu hở như thế này này thì các bạn sẽ nhìn được cái phần led nó hắt ra một tẹo. Chứ nếu mà kín quá thì nó không nhìn thấy cái gì nữa. Thì nhiều người lại bảo nó không hay. Nên là cái này thì nó là gu của từng người khác nhau thôi. Nhưng nói thật với các bạn là mình cũng toàn tắt led đi cho xong. Tắt led đâu nhỉ? Đấy, tắt led này đi cho xong, nhìn mãi quen không có led được các bạn. Thì các bạn thích thì chơi thôi, không thì tùy. Vì ít ra có led để mà tắt thì còn hơn là đến lúc không có led muốn bật có bật. Rồi, thiết kế của con này thì nó sẽ là cái phần top bao trùm toàn bộ lên cái phần boss ở phía bên dưới. Và phần boss này lọt thỏm hoàn toàn ở phía bên trong. Và các bạn để ý cái vị trí của những cái ốc này, nó cực kỳ sát so sánh với cái phần viền bên ngoài luôn. Mà sát như thế ấy, thì nó để làm gì? Để mà cái phần ốc đấy nó không ảnh hưởng gì đến cái phần buồng âm ở phía bên trong cả. Tức là cái ốc nó không bị sát sát vào những cái vị trí của switch như thế này. Nên là cái tiếng này, kể cả những cái hàng cuối cùng hoặc là hàng trên cùng, như là hàng bốt ở đây này,
tiếng cũng cực kỳ hay và cực kỳ đều luôn. Nên là cái con này nếu như bạn nào mà thích chơi theo kiểu hệ tiếng thì mình thấy nó cũng sẽ là một cái điều khá là hay luôn. Và đúng như mình đã nói và cái kiểu seamless design đó, hôm nay phát âm chuẩn là seamless design đấy. Các bạn thấy không? Không có một cái vết gì, không có một cái đường cắt nào, không có một cái thứ gì nó khiến cho các bạn cảm thấy là nó bị rối mắt về cái mặt thẩm mỹ và phần khung ở phía xung quanh cả. Nó đơn giản đến mức độ không thể nào đơn giản được hơn. Đấy, anh em nào mà chơi lớn á thì mua cái phiên bản mà nghe có một phiên bản xịn sò là nguyên một cái mảng bên dưới này là được làm bằng đồng hay là bằng thép mạ bóng gì đó. Con đấy thì nó đắt hơn con này khá là nhiều, đắt hơn tới gần chục triệu lận. Nhưng mà con đấy chắc là nó cũng thuộc dạng là đỉnh của đỉnh rồi. Gõ chọc chài lắm. Đấy, nghe các bạn thấy không? Rất là cơ bản, rất là đơn giản luôn. Và con này cũng khá là nhẹ. Nên là kể cả mọi người có muốn mang đi mang lại thì mình thấy nó vẫn có thể mang đi được. Thậm chí con này nó còn nhẹ hơn cả con Spark 67R3 cơ các bạn. Đấy. Đâu cứ phải là nặng mới ngon đâu. Nhẹ cũng vẫn ngon mà. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho việc phím nhẹ nhưng mà gõ cực ngon này các bạn. Ok. Còn việc tháo nó ra thì cũng đơn giản thôi. A few moments later. Đó. Tháo ra như thế này chúng ta sẽ có một cái daughterboard. Và đây chính là nội thất phía bên trong. Thì em Neo G67 này của chúng ta sẽ sử dụng cái thiết kế gọi là gasket mount và chúng ta cũng sử dụng cái poron để làm cái điểm đệm cho cái gasket mount như thế. Nói chung là ở phía bên trong này thì sẽ có một hai những cái vết nhỏ nhỏ là chuyện bình thường, tại vì ở phía bên trong mà nó cũng sẽ phải có một vài những điểm, ví dụ chỗ này này là cái điểm để mà anode đó, thì nó là có chuyện bình thường đó. Phía bên trên này rất là ok rồi, phía bên dưới này đấy, đắt hay rẻ phụ thuộc rất nhiều vào cái này. Element đó có rãnh để mà đi cho cái phần cap của daughterboard, nhìn rất là gọn gàng, nhìn đâu giờ đấy. Các bạn thấy nó đơn giản không? Quá đơn giản luôn, nhưng mà nhìn nó rất là trau chuốt, nhìn rất là tỉ mỉ. Và ngay cả phần chi tiết phía bên trong này cũng được anode một cách phải nói một điều là cực kỳ là ok luôn. Đây này, nói chung là các bạn nhìn thì các bạn sẽ hiểu một cái vấn đề là con này nó làm rất là đâu ra đấy, từng chi tiết nó rất là ổn luôn. Mà các bạn cứ tưởng tượng thay nguyên cả cái miếng dưới này bằng đồng thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, nó sẽ đầm hơn rất là nhiều. Nhiều bạn sẽ nói là sẽ cho cái trải nghiệm gõ ngon hơn, nhưng mà nói thật với các bạn là cái việc mà nặng hay nhẹ thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Cái con này thì mình có tép mốt hai lớp thôi, tép mốt hai lớp. Chip xử lý thì Mega 324 to chà bá lửa ở đây rồi. Và cái phần mạch của chúng ta thì sẽ sử dụng cái socket hot swap của Kale, nhưng cái này thì nó quá là cơ bản rồi. Chúng ta cũng có led gầm nha, đó, led gầm rất là nhiều. Tức là nếu như bạn nào mà chuyển cái này sang cái phiên bản PC ấy, thì chúng ta sẽ có một con led cũng khá là hay ho. Nhưng mà cái lạ một cái là toàn bộ cái này đã úp hết rồi, thế thì led nó tỏa chỗ nào mình cũng không biết luôn, trừ khi là full một cái phiên bản là full PC đấy, thì lúc đấy chắc là nó sẽ rất là đẹp. Mình cũng đang hóng không biết có không. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái nút reset nhanh ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, mấy cái mạch này thì quen thuộc quá, chẳng có điều gì chúng ta phải nói đến quá nhiều cả. Diode tụ ở từng con để mà hỗ trợ NKRO, rồi cung cấp điện cho cái phần led mà nó ổn định hơn, chạy ngon nghẻ hơn cũng rất là ok. Nói chung là nó cơ bản quá rồi, đúng không? Rồi, thế nhưng mà có một thứ mà mình cũng không thực sự là ưng cho lắm ở cái phiên bản Blade PC như này. Mình không hiểu là cái Blade PC thì bạn maker bạn ấy xử lý bằng cái gì mà nhìn nó cứ nham nhở như này này. Mà nham nhở này nó nhìn thì hơi xấu. Chúng ta vẫn có những cái đường khoét ở những cái góc này để mà lắp switch nó ok hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà lắp switch vào nó cứ kiểu, nó thật ra nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng mà nhìn nó cứ không được đẹp cho lắm ấy. Nên nếu như các bạn mua phiên bản Blade alu, tức là Blade nhôm á, thì con này nó sẽ có cái thú vị hơn và nó sẽ ok hơn. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn Blade PC này thì nó sẽ cho cái độ nhún nó vừa phải hơn tẹo. Thực ra con này thì cũng không nhún quá nhiều, tại vì cái thiết kế của cái phần này này, đây, các bạn đặt lên các bạn sẽ thấy. Đấy, các bạn thấy này, nó khá là sát rồi. Đấy, thấy không? Khá là sát rồi. Và khi mà chúng ta lắp vào, nó ép xuống là tầm như này này. Đó, các bạn thấy không? Là nó được khá sát so với phần phía bên dưới này. Nên trong cái lúc mà chúng ta gõ, cái sự ổn định mà nó có là rất là cao, cũng như là nó không lo bị mấy cái kiểu gọi là bị nhún quá đà. Cái này là mình chưa lắp vào thì cái này chưa bị ép xuống, chứ ép xuống nó chặt như thế này này. Đó, thì lúc này nó không còn nhún nhiều nữa, nó có chút xíu thôi. Và nhờ cái phần bù gâm các bạn thấy nó khá là sát xuống phía phần này rồi. Nên là cho dù kể cả mình không có lắp thêm cái foam này vào thì nó cũng không hề bị va.
và cái tiếng của nó vẫn rất là gọn, và cái tiếng của nó vẫn nghe rất là đâu ra đấy, rất là ok luôn. Rồi khi mà mình lắp vào thì các bạn thấy đây là vị trí của lỗ ốc này, thì đây cũng là cái vị trí để mà chúng ta giữ cho cái phần plate của chúng ta nó vào đúng vị trí. Và như thế mình cũng chỉ cần lắp xuống một cái, mình cũng không cần phải chỉnh xem là trái phải trên dưới nó đã vào nhau hay là chưa, bởi vì toàn bộ cái phần này nó đã ôm lấy cái phần boss của chúng ta rồi. Nên cái thiết kế này mình đánh giá cũng là một thiết kế rất là thông minh để mà các bạn có thể assemble nó cực kỳ là dễ dàng đó. Nói chung là hay lắm. Và trên cái plate PC của chúng ta này là có những cái đường flex cut ở đây, là cái phần đệm với gasket này nó cắt ra với cái phần switch, với cái phần của từng cái nút switch các thứ như này. Nên điều này nghĩa là gì? Nghĩa là những cái vị trí phía bên trong những cái row này này, cho dù ở sát bên này thì không có luôn, chỉ có bên trên bên dưới thôi, thì cho dù là nó ở sát nhưng mà cái tiếng của nó cũng không hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái plate này. Hay, nói chung là hay ho ra trò đấy các bạn ạ. Ok, chỉ như vậy thôi. Mà còn một cái hay nữa, lắp vào chúng ta nhìn được xem là cái dây nó vào đúng cái rãnh hay là chưa, để các bạn có thể tùy chỉnh. Và các bạn không chỉnh thì cũng kệ nó, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà nhiều bạn OCD ấy, chỉnh cho nó vào đúng cái rãnh này nó mới lại là cái hay. Ok, được. Nói chung là con này được, được của nó, nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Lắp vào này. Đấy, nhấc nó ngược lại. Và lắp lại thôi. Ốc dài thì phía bên trên, ốc dài ngoãng luôn. 5 minutes later. Đó, lắp lại chỉ đơn giản 8 con ốc, thế là xong. Xem con này thực sự là cực kỳ nhàn luôn, và mình khá thích cái điều đó. Rồi, còn bây giờ nếu mà để nói một cách kỹ hơn về cái kiểu âm mà con này nó mang lại đấy là gì? Thế là mình thấy là những cái tiếng của con Switch này vẫn được thể hiện một cách khá là tròn, một cách khá là gọn. Nhưng mà mình đang lắp ở trên này là con TTC Demon thì mình không đánh giá quá cao cái con này. Cái thời điểm mà con này được định giá bao nhiêu? 16.000 thì nói thật với các bạn là không nên mua. Bởi vì con này ấy, cái tiếng của nó cứ kiểu gì ấy, nó không rõ là đến mức độ clash là tạch 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 tạch, nhưng mà nó cũng không ở cái mức độ âm quá trầm, nó kiểu giữa giữa. Cá nhân là nếu như các bạn muốn có một cái con Switch mà tiếng nó vừa phải đấy, đấy, thì con này mình nghĩ là cũng khá là hay ho. Tuy nhiên là nó đã được loop khá là kỹ rồi, nhưng mà cái độ mượt của nó thì mình đánh giá là chưa ở mức quá cao nếu so sánh với khá nhiều những cái con TTC khác mình đã từng trải nghiệm. Ví dụ là TTC Wild thì con này thua khá xa về cái độ mượt, và cái trải nghiệm của nó thì cũng bình thường, có 3 pin rồi các bạn. Đấy, rồi chúng ta cũng có nguyên một cái tấm để mà thả led ở đây này, nhưng mỗi tội là gắn vào là cấn mạch xuôi ấy. Đấy, gắn với Cherry là sẽ cấn mạch xuôi, nên là tháo đi rồi các bạn ạ. Và tháo đi rồi thì nhìn con này xấu à. Xấu thật sự luôn. Chắc đấy là lý do vì sao nó chỉ còn có giá khoảng 10.000. Mà đúng thật là con này trên chợ phim cơ mấy anh em bán lại cũng chỉ loan ngang đâu đó tầm khoảng 10.000. Ông nào bán cùng lắm đến 12.000, chứ mình chưa thấy có ai bán giá cao hơn cả. Thì con này thực sự cũng bình thường. Còn với XMI thì cái đấy các bạn quen quá rồi. Dạo này XMI thì cực hot, giá bây giờ cũng dễ chịu để mà dễ tiếp cận hơn khá là nhiều. Một trong những dòng keycap mà cái trải nghiệm gõ nó khá là tốt, dày dặn, đầy đặn, nét in cũng khá là ok. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ là mong rằng là cái nét này mà có một cái phiên bản nào mà làm cái nét nó gọn lại đi tí, mạnh hơn đi tí nó sẽ đẹp hơn. Nét alpha hơi to, nét mấy cái dòng mode này thì ok rồi. Đó, rồi, thế thì tóm lại là con Neo G67 này nó có cái gì hay? Thật ra cái hay nhất của nó là cái sự đơn giản của nó. Nó quá đơn giản luôn, đơn giản mức độ mà thật với các bạn là không biết là liệu còn có phím nào nó có thể đơn giản hơn được nữa hay là không nữa. Nó có cái thiết kế quá tối giản luôn, đấy, bỏ cả foam viết ra rồi này. Gõ vẫn cực kỳ ok, không có một chút xíu nào vang cả. Rồi cái kiểu thiết kế thì cơ bản nó nhẹ, dễ mang đi mang lại, độ nghiêng vừa phải, cảm giác gõ tốt. Cái buồng âm của nó cũng tái hiện cái âm thanh của Switch, nghe cũng khá là hay ho. Vậy các bạn nghĩ sao với tầm giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng hơn 6 triệu cho con phím này? Để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.